Vâng, lời đầu tiên cho em Thảo gửi lời chào tới toàn thể các bác làm vườn. Hôm nay một cái video ngắn về cái hộp đựng đồ. Và rất đặc biệt là hôm nay cái hộp đựng đồ sẽ không giống cái hộp đựng đồ mọi hôm em giới thiệu tới các bác. Đây là một cái hộp chuyên nghiệp dành cho các bác bộ đội đựng đạn. Và hôm nay thì em sẽ gửi tới các bác để các bác đựng đồ, nhất là những cái dụng cụ kìm kéo, ốc vít, mũi khoan. Thì hộp đựng đồ này thì nhà em sẽ có 4 kích thước nhé. Và hôm giờ em cũng đã đăng tải một video và rất cảm ơn là được các bác quan tâm và ủng hộ rất là nhiều. Và hôm nay để chi tiết hơn về 4 cái mẫu thùng này, em sẽ mở từng cái ra để các bác nhà mình được xem, nắm bắt được nó bên trong nó như thế nào và mở nó sẽ như thế nào. Bởi vì mới thì nó sẽ hơi khó một chút. Thì đầu tiên là em sẽ thử cái thùng nhỏ nhé. Một cái thùng nhỏ rất là xịn sò đẹp này. Các bác nhìn này, cái trọng lượng của cái nhỏ này nó nặng tầm độ 2 kg các bác ạ. Đấy, thì đầu tiên thì mới mua về các bác sẽ mở như này nhá. Đấy, các bác mở ra như thế này. Đây là phần bên trong của chiếc hộp này. Với một chiếc hộp đồ mà chất lượng như thế này thì kìm kéo của các bác sẽ không lo han gì nhá. Đấy, cái thùng này thì cái chiều cao của nó là tầm độ 18 cm. Chiều dài của nó thì sẽ là 25 cm. Đấy, và rộng nhá. Em sẽ nói về độ rộng. Độ rộng của cái này thì nó tầm độ 12 cm các bác ạ. Thì hôm nay em quên không cầm thước nhá. Nhưng mà em cũng đã đo rồi đấy các bác ạ. Rất chỉ là chuẩn. Thì các bác nhìn cực kỳ là đẹp nhá. Chất. Đấy. Và tiếp theo, cái mẫu thùng này thì các bác quan tâm thì được cuối video em sẽ nói giá luôn để các bác nhà mình nắm bắt được nhá. Đây là cái mẫu thứ hai này. Mẫu này là cái mẫu nhỏ thứ hai, đây là nhỏ nhất, sau đó là tới nhỏ thứ hai. Đấy, cũng sẽ mở lắp như thế này các bác nhá. Đấy. Với hai kích thước này thì nó sẽ khác này. Cái kích thước nhỏ nhất và kích thước to nhất thì nó sẽ giống nhau về cái chiều rộng. Cái này nó sẽ rộng hơn một chút nhé. Nó rộng tầm độ 16 cm này các bác này. Và nó cao là 19 cm. Đấy. Rất chi là chi tiết. Đây là cái mẫu thùng thứ hai. Cái này thì toàn bộ sẽ nằm ở ngang như thế này nhé. Và cái tem mác của nó đây các bác này. Đấy, rất chi là chất lượng nhé. Cái hàng này là hàng nước ngoài. Đấy, dùng xong bác sẽ đậy lắp vào. Hướng dẫn luôn các bác để các bác nhà mình khi nào bắt được. Đấy. Rồi, ok. Tiếp tới là đến cái mẫu thứ ba. Cũng mở như vậy nha các bác nhé. Đấy, chủ yếu là quan tâm đến kích thước một chút thôi, còn chất liệu của nó thì đều như nhau các bác ạ. Cái này thì cái chiều rộng của nó độ 19 này. Đấy. Và nó cao tầm độ 21 cm. Dài thì nó dài tầm độ 35 cm các bác nhé. Đấy, cái này nó sẽ rộng hơn một chút. Cái này cũng mở ngang này. Và cái đặc biệt nhất là cái sau cùng kia các bác ạ. Và em cũng rất mong là các bác mà lần đầu tiên đi xem được video này của bên cơ sở em Thảo, các bác đang quan tâm tới dụng cụ làm nông nghiệp, dụng cụ làm cây bonsai, dụng cụ làm cây cảnh, các bác đừng quên nhấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh các bác nhé. Nhấn hai lần vào quả chuông để xem được tất cả những cái dụng cụ của bên cơ sở em Thảo qua những cái đoạn clip ngắn như thế này. Đấy. Tiếp tới là cái mẫu cuối cùng là cái mẫu to nhất, nó cũng sẽ khác hoàn toàn với những cái này nhé. Đây là những cái kìm cao cấp này. Để tẹo em sẽ thử cho vào thùng để các bác nhà mình xem. Cái cạp này đã để được cái bé nhất này rồi này. Đây các bác nhé, mẫu to nhất đây. Mẫu to nhất này sẽ mở hai bên luôn các bác ạ. Cái này nó không hất như cái kia. Sẽ mở hai bên, cái này nặng lắm nha các bác nhé. Cái này trọng lượng của nó chắc phải trên 5 cân các bác ạ. Cái độ rộng của nó là 16 cm này, dài là 50 và cao là 25. Để nó kích thước chuẩn các bác nhá. Cái này em rất chỉ là nhớ bởi vì em đo rồi. Tại vì hôm mới lấy về các bác đã lấy mấy cái rồi. Để anh đậy vào đi. À, em để thử để kìm kéo nhé. Với cái thùng này các bác có thể để được một cái cưa 25 cm ok luôn. Đấy, cái cạp này. Một cái cạp cao cấp như này các bác đặt vào đây này. Các bác không còn nó bị hút ẩm này hoặc là bị mất dầu đấy. Để ở đây thì cái độ dầu lúc nào cũng ổn định. Đấy. Anh sẽ đậy vào nhá. Đóng vào. Tất cả những cái hộp này thì nó cũng tương đối là nặng đấy các bác ạ. Đấy. Thế chỉ ok các bác nhá. Thật sự là quá xịn sò luôn. Từ ngày em lấy hàng thì đây là một cái dụng cụ em thấy rất là tuyệt vời. Thì qua cái video ngắn này các bác mà đang ưng cái mẫu này, đấy, cái mẫu bé nhất này em đang gửi tới các bác giá 300.
400, 500 và 600. Giá sẽ miễn phí ship trên toàn quốc các bác nhé. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm tới kênh của em Trường Thảo qua những cái đoạn clip ngắn như thế này. Hẹn các bác một cái video sau, em sẽ gửi tới các bác những cái dụng cụ thật chất lượng để các bác dùng cho nó được bền nhé. Mẫu này thì bền muôn thuở luôn các bác ạ, không bao giờ hỏng. Đảm bảo là không bao giờ hỏng nhé. Các bác khi đi làm, mình có thể làm luôn một cái ghế để nghỉ tại lao, ngồi đây, chắc chắn lắm các bác ạ. Đấy, giá của nó thì em thấy là nó cũng trung bình thôi, chứ cũng chưa phải là cao. So với những cái hộp nhựa thì cũng mấy trăm một cái rồi. Đấy thì các bác có thể đổi sang để dùng cái mẫu này. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.